Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị giao ban với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Hội nghị đã cho ý kiến về 6 nội dung thuộc các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, nội vụ, kế hoạch và đầu tư. Sau khi nghe các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh thảo luận về các nội dung trình tại hội nghị giao ban đối với dự thảo về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cơ sở ma túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh việc chi mức hỗ trợ phải đúng với quy định của pháp luật. Về dự thảo quyết định ban hành 10 định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu bỏ định mức đối với nghề lái xe ô tô hạng C do thời gian đào tạo dài hơn quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí với hai dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh do Sở Nội vụ về hỗ trợ cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý về biên chế của Ủy ban Nhân dân tỉnh nghỉ việc hoặc chuyển công tác giai đoạn 2023-2026 và nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí cũng lưu ý, Sở Nội vụ phải cập nhật những văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, tránh tình trạng văn bản vừa ban hành đã không phù hợp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhất trí với hai tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý, đồng chí nhấn mạnh. Yêu cầu là các sở ban ngành, các chủ đầu tư sẽ rà soát những cái gì có nội dung có danh mục rồi, có chủ trương đầu tư thì khẩn trương phê duyệt dự án, nếu đơn vị chậm trễ trong việc trình chủ trương đầu tư có danh mục rồi mà chưa có chủ trương đầu tư hoặc có chủ trương đầu tư rồi nhưng chưa được phê duyệt dự án thì đề nghị tỉnh thu hồi chuyển cho đơn vị khác. Hạn cuối cùng ấy là ngày 30/6 là không chuyển hết thì thu hồi chuyển đến ban quản lý dự án hết.